Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2024. Trong năm 2024, các học viện nhà trường Công an Nhân dân được giao tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học chính quy, tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và chiến sĩ nghĩa vụ công an, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023. Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 510 chỉ tiêu, trong đó có 290 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, 120 chỉ tiêu ngành an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, cùng 50 chỉ tiêu y khoa gửi đi đào tạo tại Học viện Quân y. Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh tổng cộng 530 chỉ tiêu ngành nghiệp vụ cảnh sát. Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Trường Đại học An ninh Nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ an ninh. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 420 chỉ tiêu ngành nghiệp vụ cảnh sát. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 140 chỉ tiêu chuyên ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân tuyển sinh 140 chỉ tiêu ngành kỹ thuật hậu cần. Và cuối cùng là Học viện Quốc tế tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong năm 2024, công tác tuyển sinh Công an Nhân dân về cơ bản vẫn giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh đại học chính quy, tuyển mới gồm: